Thủ môn Likuna muốn giỡn mặt với cầu thủ đối phương, ai ngờ lại sai lầm biếu không cho đối thủ bàn thắng, dẫn đến đội nhà Motagua bị loại khỏi giải vô địch các câu lạc bộ ở CONCACAF 2020. Phút 89, đó là tình huống mà bóng hoàn toàn trong tầm khống chế của Likuna. Nhưng Likuna lại có tình huống xử lý màu mè nhằm câu giờ và giỡn mặt với các cầu thủ đối phương. Hậu quả là khi Likuna muốn ôm bóng lên thì đã không kịp. Khi cầu thủ đối phương ập vào cướp bóng rồi chuyển ngang cho Mercado ghi bàn gỡ hòa 2-2 phút cuối cùng. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tôi nhé. Hôm nay sẽ tiếp tục là những khoảnh khắc thú vị trong bóng đá. Chỉ là lần này những tình huống của chúng ta có chút bị lỗi. Mời các bạn cùng điểm qua. Có lẽ biết trước sau này mình sẽ được Norwich mượn sang thi đấu, nên cầu thủ MU Brandon Williams bằng cách nào đó đã tạo ra một trong những pha bỏ lỡ tệ nhất mùa giải khi đối mặt với khung thành đội bóng này. Đã bảo là chỉ chạm nhẹ thôi, thế nhưng mà có vẻ đồng đội của Ronaldo đã không nghe rõ lắm. Giờ thì các bạn cũng nhận thấy rồi đó, tranh bóng trên sân không cần thiết lúc nào cũng đồng thủ đồng cước. Không biết Jordi Alba có bị giảm phong độ hay không, nhưng pha di chuyển bóng này thực sự quá đáng tiếc. Những bước chạy của vị trọng tài này có lẽ mới thực sự là cách chạy chuẩn nhất theo giáo trình dạy học. Bất kể là những người gác đền tài năng hay bình thường, họ vẫn có những cú phốt để đời trong sự nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do các anh chủ quan, như pha chặn bóng hụt đáng tiếc này khiến đối phương có cơ hội ghi bàn. Tiền đạo Teofilo Gutierrez của Sporting Lisbon sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà đã bất ngờ chạy tới mượn bình xịt của trọng tài để ăn mừng. Dù rất thông cảm với anh, nhưng sau đó vị vua áo đen vẫn phải rút ra một thẻ vàng. Chứng kiến Dembele phung phí cơ hội cho Barca thế này, các đồng đội trên khán đài cũng không khỏi thở dài ngao ngán. Các cổ động viên Birmingham đã thả những quả bóng tennis xuống sân để phản đối chủ sở hữu câu lạc bộ. Sau đó thì cậu bé nhặt bóng thản nhiên vào sân và ngăn chặn cuộc tấn công của các cầu thủ một cách buồn cười thế này. Các cầu thủ của Hull City đã làm mọi cách hòng làm sao nhãn sự tập trung của thủ thành Tottenham, tuy nhiên cú sút của người đồng đội thì không được như ý. Với pha phạm lỗi này, cầu thủ đó đã phải nhận một thẻ vàng, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, anh chàng tỏ vẻ không phục và tỏ vẻ như là muốn đánh nguội trọng tài cho bỏ tức. Tuy nhiên, điều đó đã không qua mắt được vị vua áo đen và thẻ đỏ là cái kết cho anh. Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn, nhưng câu chuyện vẫn cứ xảy ra và dân tình được phen cười tơi tả sau khi chứng kiến tiền đạo này tự sút bóng vào mặt mình. Đó vốn dĩ là tình huống không quá bết bát, nhưng không may cho thủ thành này khi pha phá bóng lên của anh đã đập trúng cầu thủ đối phương và bay ngược về lưới nhà. Trong pha bóng này, cầu thủ Basen Daka đã chứng minh cho chúng ta hiểu cái gì gọi là đè đầu cưỡi cổ. Với pha để bóng tuột khỏi tay và chui thẳng vào lưới này, Robert Green từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi tiếp nối truyền thống của các thủ môn Anh khi có những pha bắt bóng vô cùng tệ hại. Tuy không đá trúng bóng, nhưng ít nhất thì anh cũng đã chứng minh rằng mình biết cung phu với cú song phi này. Kể từ khi ghi bàn thắng chính thức đầu tiên cho đội 1 Barca năm 2005, Lionel Messi đã không ít lần lập công sau những pha lốp bóng tinh tế. Và đó là cái ôm cảm động của thủ môn Rayo Vallecano sau khi lưới nhà bị thủng. Trận đấu giữa Arsenal và Chelsea năm 2014 đã chứng kiến một sự cố khá hy hữu. Mặc dù Chamberlain là người dùng tay cản phá cú đá của Eden Hazard, nhưng trọng tài chính lại rút thẻ đỏ cho đồng đội của anh Kieran Gibbs. Còn người luôn muốn chinh phục thử thách khó khăn nhất, có lẽ vì thế ở tình huống ghi bàn còn dễ hơn hỏng ăn này, thì cầu thủ này đã làm điều ngược lại.
không lo thủ môn chơi tệ mà sợ nhất là ngay cả đối thủ và người nhà cũng không nhận ra. Kết quả là chuyền bóng đúng vào chân đối thủ. Thực tế lại chứng minh, đừng từ bỏ cho dù bạn gục ngã, vì cho dù có té súng thì cũng vẫn có cơ hội ghi bàn. Khác hẳn với vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt, Ribery là cầu thủ khá vui tính. Trong trận đấu ở vòng 1 cúp quốc gia Đức, tiền vệ người Pháp này từng lén tháo dây giày của nữ trọng tài Bibiana. Trong trận đấu giữa Lazio và Udinese, huấn luyện viên Sarri ngã chỏng vó sau pha va chạm với cầu thủ Udinese. Một điều bất ngờ là khi ngã lăn ra sân và rơi kính, nhưng mà tay phải của ông thì vẫn nắm chặt điếu thuốc trong tay. Ciro Immobile lẽ ra đã giúp Lazio có bàn gỡ hòa với Napoli, nhưng cú trượt chân đã biến quả phạt đền trở nên đáng tiếc. Đó là một bàn phản lưới phải nói là có chút vô duyên của thủ môn Thomas Gebauer. Pha phối hợp này sẽ biến thành một màn phản công tuyệt vời của các cầu thủ Liverpool nếu như cuối cùng Thiago Alcantara không đón hụt bóng. Thủ thành Bayern đã có một pha phòng thủ thất bại, nhưng anh có vẻ như hơi bị đơ sau tình huống này. Thêm một tình huống hy hữu đã xảy ra, nhắc cho chúng ta, nếu mà có ghi bàn thì đừng chạy ra ngoài sân ăn mừng. Đó là khoảnh khắc tiền đạo của câu lạc bộ Coritiba thuộc giải vô địch quốc gia Brazil đã bị rơi xuống hố sau khi ghi bàn vào lưới Sao Paulo. Chắc là phải có âm mưu gì sâu xa chứ người bình thường thì không thể nào bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn 10-10 như vậy được. Mặc dù biết nó hẳn là khá đau, nhưng mà cảnh Federico Chiesa ấp quả bóng thì cứ thấy buồn cười thế nào. Pha xử lý ngẫu hứng mà có lẽ anh chàng không trông cậy sẽ mang lại bàn thắng đã bất ngờ thành công một cách ấn tượng. Và đó là khi bạn có ý định gấp bóng nhưng kỹ thuật lại không cho phép. Có lẽ cầu thủ này cũng không hiểu tại sao mình sút thẳng lên trời dù chẳng có con chim nào trên đó. Có lẽ người ta phải học lại những kiến thức về việt vị để tránh trường hợp huấn luyện viên phải nhảy cẩn lên vì bất bình thế này. Nếu sau pha bóng này là một bàn thắng thì cầu thủ áo xanh có thể sẽ áy náy vì đã cố ngã người móc bóng. Trọng tài đã phớt cờ trong pha bóng này, nhưng anh chàng Quieto thì có vẻ như là không cho rằng bản thân đã ở vào thế việt vị. Ai cũng biết Celtic và Rangers là hai đội bóng có mối thù truyền kiếp. Mỗi lần gặp nhau thì y như rằng Scott Brown của Celtic sẽ cố ý khiêu khích mỗi khi có cơ hội. Cũng vì thế mà anh chàng này từng bị đấm vì cái vẻ mặt khó ưa không chịu nổi. May mà trọng tài đã không tính bàn thắng này, nếu không thì thủ thành của đội bóng áo vàng sẽ khóc thét vì pha bóng của mình. Đáng lý Umar Sadiq có thể dễ dàng sút bóng vào lưới trống để hoàn tất hat-trick cho mình. Tuy nhiên, anh đã chọn phương thức hết sức khó là lừa bóng qua thủ môn rồi mới dứt điểm. Lại một tình huống đáng tiếc khi Kai Havertz dứt điểm trệt cột dọc và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea. Có lẽ một trong những hình ảnh khó quên khi tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Indo ở vòng loại World Cup 2022 chính là hình ảnh tranh chấp bóng hài hước này của Văn Hậu và cầu thủ đội bạn. Cầu thủ của MU, Matt Guy đã vật lộn với Aspilicueta bên phía Chelsea trong trận hòa không đều buồn tẻ tại Old Trafford. Trung vệ này đã vòng cả hai tay qua vai và cổ của đối thủ như một gọng kìm. Điều khó tin là công nghệ VAR đã không xem xét tình huống có thể đem đến quả phạt đền nào cho Chelsea. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào!